Sợ mid game không? Quạt có vẻ như đây là một tướng thuận tay của anh chàng này, cho nên là anh ta quyết định chuyện Orianna. Chứ còn cái đội hình này, Orianna đẩy vào cái đội hình này để tung ra được một chiêu cuối đẹp. Ừ, nó không phải là quá cao. Và đây cũng sẽ là khoảng thời gian mà Adam có thể bắt đầu di chuyển được. Nhưng ta đã bị bắt lại một tình huống có chiêu cuối. Và họ đang dồn sát thương và Adam lên bản điểm số mục tiêu tiếp theo có sẽ là vị trí của Bale. Anh ta đang bị dồn rất nhiều sát thương có cả chiêu cuối. Và thôi rồi, double kill đã có thì là búp vào tự nhiên không được trên tipper. Có thể sẽ gặp nguy hiểm trong tình huống này. Ta vẫn đang trao đổi chiêu thức với đối phương. Và đó sẽ một tình huống bất tốc biến trước đây. Lực lượng long cướp tầm gần với một tình huống tốc biến tiếp cận để được che đi, không cho anh ta cơ hội để có thể đi về được. Và ván là chưa đủ người đến từ Evon thả cho mình một cái thùng rượu nổ rất đẹp. Và Miracle, cái khói hàng đấy dường như là vô nghĩa rồi. Anh ta trải về, anh ta chỉ lấy được một mạng. Chiêu cuối được tung ra tốt đấy, anh ta vẫn về được. Cú đá khá đẹp đến từ phía Chiani One. Nhưng bắt đầu có sự bỏ mạng lại ở đây rồi. Bơ đang chạy về, Bơ còn cho mình tốc biến. Anh ta vẫn chỉ sử dụng lăn vụ mà thôi, tốc biến luôn đến từ phía của ý đáp ra. Ý đáp đang biến về nhà mà chưa thể có mặt ở thời điểm này, có mặt ở phía trên đấy. Và đang sẽ một tình huống thùng rượu đổ để có thể làm tiền để cho Chiani Son có thể tốc biến và trừng phạt. Và đó là một tình huống anh ta trừng phạt được con rồng của cú đụng long cước. Ba người sát thương là rất nhiều. Akka đang cố gắng vào ra từ phía đằng sau. Ở phía trên này thì Timur đang quẩy, nhưng anh ta có lẽ rằng một mình chấp ba thì sẽ là hơi quá ở thời điểm hiện tại. Và Miracle vẫn chỉ có thể chạy đi. Nó đang bắt được vị trí của Van Damme, nó bị dồn rất nhiều. Nhưng ta đè được thùng rượu đổ vì đã được lại sát thương rồi. Và nhưng đó là chưa đủ. Phía bên này thì Chiani cũng đang gặp nguy hiểm. Anh ta đang còn đó, nhưng đó là cái giáp thiên thần. Nhưng ở phía bên kia, Tipper là người đến với ra tranh này là sớm hơn so với vị trí của Tôm Tây. Và anh ta cố gắng để chém. Tôm Tây đang là tuyến trước. Nhưng ở đây thì đó là một pha lăng mục vào của Bơ. Và anh ta đang không có được ai di chuyển follow up theo sau pha thi đấu vừa rồi cả. Sát thương đến từ Akko vẫn đang là không đủ. Và đó là một tình huống lấy một đổi một mà thôi. Bạn muốn giữ nhà hay là bạn muốn phòng thủ của Baron này? Bởi vì chắc chắn rồi, một mình vị trí của Tipper thời điểm này sẽ là không đủ. Và vẫn đã gương được quay, vẫn đã bị dồn sát thương. Anh ta lên bản điểm số là rất không nhanh. Supporter mất tốc biến ở dịp trước đấy rồi. Anh ta sẽ không thể nào mà phòng thủ và sống sót được thêm nữa. Nhưng vẫn đang muốn câu kéo thời gian, bởi vì họ biết rằng phía bên kia Tô Tây vẫn đang đẩy đường và vẫn đang là muốn đại. Và đó là một cú điêu cầu nữa của Akko để có thể có thêm điểm vào cùng. Và đó là double kill. Họ có thêm bảng của Miracle, còn chip cũng nớt lên cùng đường trên để có thể lấy được cho mình đó là đường lính siêu cấp thứ hai trong ván đấu. Và hoàn toàn họ có thể kết thúc luôn và thiếu với những gì mà mình đã có. Bay vào lợi dòng còn chip, tấn công vào chip bộ vi. Và chip bộ vi cũng là bốc hơi rất nhanh, vẫn còn đủ lượng sát thương để có thể ăn nhà trong tình huống này. Và có muốn lấy nốt bạc của Tipper hay không? Và câu trả lời sẽ là không. Và có thể nói rằng tôi khá tin tưởng vào anh chàng Chianis này với chuyện đi rừng của bên phía Green Sky. Đây, từ từ để xem nào. Đây là Wen động trên người của Tôm Tây trong tình huống này. Tốc biến đã không có chiêu cuối lao lên, rất nhiều sát thương đoạt mệnh được tung ra. Siêu hùng giáng thế bị ngắt bởi chiêu thức của bên phía đội tuyển, đó là Evon Esports. Và đó là chiến thắng giao tranh này, đó là một mạng nằm xuống đến từ vị trí của Anker. Tripper đang là người chạy, Tripper vẫn còn sống trong tình huống này. Tôm Tây, anh ta đang người bị gặp một cái phi tiêu trúng thì thôi rồi, tan vỡ dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Green Sky trong tình huống này. Vẫn đang cố gắng cắt những pha kết kéo trên Lenin, nhưng hình như là không bằng những cái giày đến từ vị trí của Lloyd nữa. Có lẽ sẽ phải có ván thứ ba rồi, có lẽ thì là thế rồi. Và đây tiếp tục họ bắt đầu vị trí của supporter. Lần này thì Evo họ đang có thể sẽ là mất người, mất được supporter. Và đó là tốc biến lên luôn. Họ đang muốn ăn đâu vị trí của Chimbo vì đang là rất nhiều đến từ con bài Olaf của Chia. Họ có thể có ba hay không đây? Một tình huống vẫn có thể mua về cú giật bóng của mình đến từ Van Đốt. Còn nếu không thì đó dòng này ra rồi, nhưng mà rất may dòng nó vẫn không thể nào mà tăng tiến nhanh được. Và bây giờ chúng ta thấy được rằng họ cũng đang cố gắng ăn được con sứ giả khe đất này. Chiêu cuối tung ra đến từ vị trí của Superstar và vẫn ăn thành công, bật cho mình đó là chiêu cuối lên rất đẹp vào thời điểm này. Chắc chắn Morgana phải lên bảng đếm số. Đam của Akko là khá nhiều, đoạt mệnh được tung ra cũng là rất đẹp. Nhưng bây giờ Idap đến và chúng ta cùng xem cô thợ may này có mắn hay không. Đang cắt và xoén xoén là rất nhiều, chưa thấy sát thương nhiều lắm đến từ vị trí của Idap. Và cô nàng này vẫn muốn làm một điều gì đó nhưng hơi khó rồi, và thậm chí ngược lại với cái tử kiếm của mình. Cố gắng cắt hình như là hơi yếu đến từ vị trí của Idap rồi, và yếu đó quá. Là quá yếu đến từ vị trí của Idap. Ôi Idap ơi, thi đấu và Van Đức đang xuống, ta đang tiếp cận lại, ta đang có cái làm choáng chiêu cuối xuất hồn hết rồi, xuất hồn hết và ta rồi ra phía sau giữ lại được. Đó là Chinese One, anh ta có được con rồng rồi và họ đang muốn đánh ngược lại ở đây. Supporter lên bảng số, nhưng bây giờ thì Tipper đến và có thể anh ta sẽ dọn dẹp toàn bộ chiến trường này với những cú sát chiêu hoàn hảo của mình. Và ta đang làm điều đó một cách vô cùng gọn gàng. Tipper đang cố gắng truy đuổi nốt Bơ có thôi thể xong không được, nhưng ở trong nhà thì lấy ai để cản Lloyd bây giờ? Lloyd không quan tâm, Lloyd chỉ quá lớn và đưa Lloyd vào sân thì họ giành chiến thắng. Nhưng chiến thắng nó đến từ một người chơi, đó chính là Evon Idap. Người chơi cô tợ may này không sẽ không xuất hiện trong trận thi đấu này, theo tôi nghĩ là vậy. Và trong đó bên phía Chris Iris họ có khá nhiều nguồn sát thương phép thuật. Và thậm chí là thế thì hỗ trợ con là ai?
đấy sẽ là người báo là Đại Mộng Tiên đang bắn lên khu vực trên. Nhưng ở đây là tình huống họ đã muốn đánh rồi. Sắp Sakura đang là người được chọn, anh ta đang bị dính rất nhiều lượng sát thương từ phía bên kia. Bơ sẽ là người nằm xuống trước. Và ở đây thả cá chưa, thả cá đi đâu thế này, ôi rồi ơi luôn. Nhưng đó vẫn là lượng sát thương rất nhiều nữa và họ đang cố gắng để băng lên. Đó đã là tình huống double kill dành cho người chơi đi rừng trên ít có hai mạng. Nhưng bây giờ thì có lẽ rằng Ida cũng sẽ phải lên bảng điểm số mà thôi, anh ta không về được và Van Dân cũng đòi được hai. À, họ đang có khả năng cô lập rất tốt đến từ phía Tiêu Sinh. Chiêu cuối đã tung ra hất tung được ba người đến từ phía Trịnh Superstar. Lòi anh ta không có thân cá sấu thì hơi khó đánh ở trong tình huống này. Thậm chí rằng lần này thả cá nó chuẩn hơn rất là nhiều rồi, nhưng có lẽ rằng người sẽ chạy đi đó là phía Trịnh lên bế một cách rất là nhanh và tiếp tục một lần nữa đại băng tiếp được tung ra. Tripper lao vào nhưng đó là pha thi đấu mà cảm giác như cái anh dung của anh chàng này bị hơi bị vướng vào tường. Anh ta đến bị chậm hơn một tích tắc mà thôi. Tốc biến lao vào từ phía Triple V không lấy được ai cả. Và bây giờ Tôn Tây đến kiệt sức được tung vào người đến từ phía Tripper, lao vào đến từ Idap khá là liều lĩnh. Sai rồi, quá sai đến từ GS rồi. Và bây giờ Van Dirt đến sắc đến từ As bên phía của Triple V, lao vào đánh chắc chắn là thua. Ơi phản đòn tốt đến từ vị trí của Tôn Tây, anh ta vẫn lùi về được. Người ta vẫn lùi về được công rất nhiều thời gian của Tipper, và Tipper cũng không nhiều mà đang để tái giao tranh trong pha thi đấu này. Sao bây giờ là người ăn con cá, nhưng bây giờ thì Lloyd bởi anh ta sẽ càng quá khỏe để cho Triple V có thể bắn được trong pha thi đấu này. Và đang cố gắng rất díu nhau để chạy, họ mới chỉ mất vị trí của Anker đã có thể nói là một cái trao đổi quá có lời cho họ rồi. Và bây giờ thì thêm cả vị trí của Bơ cũng đã phải lên bảng điểm số. Lloyd vẫn đang cố gắng truy đuổi đây khi mà anh về ta thấy đây có quá nhiều người thấp máu và đang em tình huống họ muốn lái đấy để làm choáng đến từ vị trí của Lloyd. Và rất khó rồi, còn đây là pha thi đấu mà Chris Guy sát thương cũng là khá nhiều. Chiêu cuối là tung ra đến từ vị trí của Anker, lao hết bóng ra rất đẹp đến từ vị trí của người chơi Z và Van Dirt. Và tiếp tục bên phía đội tuyển Chris Guy sát thương là rất nhiều, nhưng bây giờ thì đồng hồ cắt đến, Lloyd đến nữa rồi. Thì thôi, tạm biệt Anker và đây